vô làng vô làng Cù Lần nha cả nhà, rồi mình ghé vô cái chỗ tại nó mềm quá. Mình đi tới vô làng Cù Lần mà đi nửa lần chừng mình xuống đây nha, mình quay nha, mình đi xe cả nhà, mình đi xe xe nhà nha. Nhìn lại kia tí, nhìn lại cái cây tí xíu. Rồi, đúng rồi. Rồi, cây này là ba là nhức nhối luôn, không có nói gì hết. Có gì đủ ánh sáng á. Rồi con cầm máy gì cầm máy hả? Rồi rồi, nè nè mấy. Bây giờ là để cho chụp cho nó đi. Chụp chụp luôn hả? Chụp luôn hả? Bây giờ chị cầm cầm mấy bên đây nè, cầm bên đây thấy. Má chị được không? Cầm vậy. Khỏi mất công mất con với xe luôn. Đi. Ủa hai người nha, nhớ ảnh nha. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi cái bậc rẻ này ta coi nha. Cười lên. Chụp cái luôn đi, chụp cái luôn đi rồi. Rồi rồi để. Tắm nghỉ đi.
như diễn viên điện ảnh vậy ha, hai ba máy. Ủa sao nó tối thui ta, sao nó không lên? Hết dung lượng rồi, chết rồi, máy có 7.